Cũng như các sản phẩm chế biến khác, xúc xích Hồ Lô của công ty cổ phần Ba Huân được sản xuất bằng thiết bị hiện đại và thực hiện nghiêm ngặt các chỉ số an toàn vệ sinh thực phẩm. Với nguyên liệu chính là thịt gà được nuôi tại trang trại công nghệ cao của công ty, được pha trộn với thịt heo dựa trên thị hiếu của người Việt, kết hợp với vị đặc trưng của xúc xích truyền thống phương Tây. Xúc xích Hồ Lô của Ba Huân tạo nên sự hòa quyện độc đáo. Chính sự pha trộn ở nguyên liệu chế biến nên xúc xích Hồ Lô của Ba Huân hoàn toàn khác biệt với các loại xúc xích hiện có trên thị trường. Gà sau khi được giết mổ, thanh trùng sẽ chỉ lọc lấy phần ngon nhất của con gà, sau đó được khử trùng lần hai trước khi đưa vào chế biến. Thành phần bao gồm thịt heo, thịt gà, đạm đậu nành, muối iốt, tiêu, tỏi, đường RS. Nguyên liệu sau khi được xây trộn kỹ, thay vì được nhồi định hình thành từng cây dài, thì xúc xích Hồ Lô được vo tròn thành viên như những viên bì. Ngoài sự khác biệt về nguyên liệu, thành phần đạm đậu nành trong xúc xích Hồ Lô của Ba Huân giúp sản phẩm có vị béo từ đậu nành kết hợp vị ngọt của thịt gà tươi, tạo nên hương vị đặc biệt không trộn lẫn. Nếu bạn đã quá quen thuộc với những món xúc xích hình tròn dài thông thường, thì với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như những viên kẹo, xúc xích Hồ Lô sẽ là món ăn đầy thú vị cho cả gia đình. Ba Huân, vì sức khỏe cộng đồng.